Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình thay mặt cho kênh Pháp Thái TV đến phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, đến nhà anh Chí gặp anh Chính để giao lưu và gửi đến các bạn một số lời qua mẫu đơn nha các bạn. Rồi mình dần dần đi vào chi tiết để gặp anh Chính để báo giá cho các bạn ngắm. Rồi tiếng sen Vĩnh Châu, cam dạ quang, rồi đủ loài hết nha bà con. Cẩm thạch, rồi ngọc như ý, tím sen Vĩnh Châu, đỏ kép, phụng hoàng lửa, cũng vân vân nhiều loài nha bà con. Có một con chó đang nằm đợi quay phim bà con ơi. Rồi xin chào anh Chính. Anh Chính ơi, xin chào bà con nhé. Thì hôm nay cũng thay mặt cho chú giờ có một số ca cũng giao lưu cùng các bạn nhé, cũng mong các bạn ủng hộ mình nhé. Rồi để không mất thời gian thì mình đi vào chi tiết cho nhanh đưa bà con ơi. Rồi trước hết á là cây số 1 cho bà con. Vâng, cái đơn hàng mà mình ship toàn quốc phải không anh? Đơn hàng thì ship toàn quốc, chứ đơn hàng thì 300.000 trở lên. Nếu 300.000 thì bà con phụ chi ship nha. Qua chút nữa qua là rồi đầu tiên cây số 1 là một cây phụng hoàng cam anh, cho thông số cây phụng hoàng cam đi anh. Mã số 1 chiều cao là 97 cho bà con, tán ngang thì 66. Rồi hoang chậm đi anh, chậm đi anh, cho xem cái tàn cây này nó qua được bông rồi nha bà con. Chủ cắt cái đọt hết rồi. Cây này cây thần chậu từ nhỏ đến lớn á, cũng còn cam nuôi được cái cây gì là rất là lâu rồi bà con. Rồi cho cái thoát thân nó đi anh. Thoát thân nó được 57. Thoát thân 57 cm. Rồi cái hoành gốc luôn anh. Hoành gốc nó được 6 phân rưỡi rồi tôi. Cây này thần chậu lâu đời lắm rồi nha bà con. Mua về là an tâm khỏi lo gì, chứ không phải như cây bứng đất nha bà con. Quá cái tàn dù quá là đẹp luôn. Rồi cho xin giá cây phụng hoàng cam này luôn đi anh. Phụng hoàng cam mã số 1 này có giá là 1.800.000 nha bà con. 1.800.000. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 2 là cây phụng hoàng cam luôn mà lại cây nhỏ bà coi. Tới cây nhỏ rồi. Lên một cây lớn rồi tới một cặp cây nhỏ nha bà con. Rồi chiều cao nó được 30 bà con ơi, tán ngang bình quân đó là 20. Cây nào cũng có hoa hết nha bà con. Cây này được 3 cái bông. Cái thân nó, hoành thân nó thì to hơn điếu thuốc lá tí nha bà con. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Rồi giá cho mã số 2 này có giá là 100.000 cho một cây bà con ơi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 3. Mã số 3 là cây phụng hoàng kim. Phụng hoàng kim mã số 3. Một cây 1 tược và 1 cây 4 tược bà con ơi. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 30 bà con ơi. Quá phụng hoàng kim cái bông này bà con, quá trời đẹp luôn. Cây này 4 tược mà nó được 2 cái bông, 2 tược thì chưa có bông. Rồi cái hoành gốc này nó cũng lớn hơn điếu thuốc lá một tí luôn nha bà con. Đây này, rất là khỏe, mập lù. Rồi cho xin giá phụng hoàng kim luôn anh. Phụng hoàng kim mã số 3 này có giá là 50.000 cho một cây luôn bà con. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 4. Mã số 4 là phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam, cây bonsai nha bà con. Rồi đó, hai cây giống đều cao luôn. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 22. Tàn dày đặc hết nha bà con. Thì cái hoành gốc này nó nhỏ đi xuống lá tí rồi coi. Rồi cho xin giá phụng hoàng cam này luôn đi anh. Phụng hoàng cam mã số 4 được có giá là 50.000 cho một cây thôi bà coi. Rồi đổi cây luôn anh. Phụng hoàng lửa mã số 5. Mã số 5, cây nào cũng 4 tược hết hả? Mỗi cây đều 4 tược như nhau hết. Chiều cây cao này đồng ra luôn. Hoành gốc thì cũng bằng nhau luôn. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao mới được 35 bà coi. 35 cm phụng hoàng lửa. Cây rất là sung nha bà con.
cái quanh gốc thì nó nhỏ, đi xuống lá mình tí vô không? Dạ, cho xin giá phun hoàng lửa này luôn nha. Phun hoàng lửa mã số 5 có giá là 70k trong cây luôn. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 6. Mã số 6 là đỏ nhung cẩm thạch. Đỏ nhung cẩm thạch mã số 6. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 35 luôn bà con ơi. Ừ, đỏ nhung lá cẩm thạch bà con, rất là đẹp. Cái quỳnh gốc thì lớn lên rồi, đủ ăn một tí. Rồi, cho xin giá luôn đi anh. Giá cho mã số 6, này có giá là 60k cho một cây luôn. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 7 là cây ngọc như ý. Ngọc như ý, một cây 2 tợp và một cây 1 tợp. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 33. Ừ. Lá cẩm thạch rất là đẹp luôn nha bà con. Cái hoành thân thì cũng bằng cái ống nút thôi bà con ơi. Cây này 2 tợp. Rồi, cho xin giá đỏ nhung cẩm thạch này luôn đi anh. Cẩm thạch mã số 7 có giá là 100k cho một cây luôn bà con ơi. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 8 là cây cẩm thạch sọc hồng. Cẩm thạch sọc hồng mã số 8. Hai cây này cũng tương đối đồng nhau nha bà con. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao nó được 39, tán ngang thì 34. Vâng, cho xem cái bông đó anh, còn mấy cái bông đây bà con, rất là đẹp. Quỳnh gốc á. Cái quỳnh gốc thì bằng đứa thuốc lá nha bà con. Cẩm thạch sọc hồng này giá nhiêu ha anh? Rồi, cẩm thạch sọc hồng mã số 8 này có giá là 90k cho một cây luôn. Rồi, đổi cây luôn anh. Ở ngoài còn số lượng, cái này chỉ lên tượng trưng thôi nha bà con. Bà con có mua thì liên hệ thêm. Mã số 9 là phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa mã số 9. Mỗi tượng đều có bông hết cho bà con. 5 tượng, 5 bông luôn. 5 bông luôn. Ừ. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 52. Cái này mua về chơi một đợt bông rồi, cái cắt lại cái nó ra đợt sau găm dày hết nha bà con. Quanh gốc thì bằng cái đứa xuống lá luôn, chứ hơi rô nha bà con. Rồi, cho xin giá cây phụng hoàng lửa này luôn nha. Phụng hoàng lửa mã số 9 có giá là 100k luôn bà con. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 10. Mã số 10 là phụng hoàng kim. Phụng hoàng kim mã số 10, cây này một cốt thoát thân cao đẹp nha bà con. Rồi, chiều cao là 68 luôn bà con ơi. Tán ngang thì 25. Chia tàn rất là đều, phụng hoàng kim ít có được cái tàn nó đều như vậy lắm nha bà con. Cũng ít cây mà nó đẻ được về nhánh được đều vậy thôi. Quanh gốc là 3,5 phân luôn bà con. Cây rất là to, khỏe, mập lù. Rồi, cho xin giá cây phụng hoàng kim này luôn đi anh. Phụng hoàng kim mã số 10 này có giá là 130k luôn bà coi. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 11 là vàng sọc xà cừ. Vàng sọc xà cừ mã số 11. Rồi, cho xin thông số luôn anh. Cây đang cho qua nha bà con. Chiều cao là 33. Bông vàng sọc xà cừ đây bà con. Rất là đẹp. Lá xà cừ. Cái quạnh gốc thì như bằng cái ống nút bà coi. Rồi, cho xin giá dàn sọc xà cừ luôn anh. Sọc xà cừ mã số 11 có giá là 30k cho một cây luôn. 30k cho một cây. Rồi, đổi cây anh. Mã số 12 là cây dàn sọc cánh bầu. Rồi, cho xin thông số luôn anh. Chiều cao là 40. Cây rất là cũng bằng cái ống nút luôn bà con ơi. Rồi, cho xin giá dàn sọc cánh bầu luôn anh. Sọc cánh bầu mã số 12 có giá là 30k cho một cây luôn. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 13 là vàng sọc tiền giang. Vàng sọc tiền giang. Vàng sọc đột đỏ, vàng sọc đời đầu cũng là nó nha bà con. Rồi, chiều cao là 27. Cây nào cũng 2 tượng hết nha bà con. Quanh gốc thì bằng đầu đũa, cái đầu đũa ăn mình. Rồi, cho xin giá vàng sọc tiền giang này luôn nha. Vàng sọc tiền giang mã số 13 có giá là 50k cho một cây luôn. Rồi, đổi cây luôn anh. Mã số 14
là hồng kép. Hồng kép. Rồi cho xin thông số luôn đi anh. Rồi chiều cao là 37. Bên đúng hả? 37 cm chiều cao hồng kép. Kỳ quá khỏe. Cái hoành thân điện lớn hơn ống nút Minh Tí vô rồi. Rồi cho xin giá luôn anh. Rồi giá cho mã số 14 này có giá là 50k trong cây luôn mình ơi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 15 là có đỏ kép. Đỏ kép. Đỏ kép, đỏ ngọc châu, bông rất là đẹp nha bà con. Rồi cho xin thông số anh. Rồi chiều cao là 45 nha bà con. Quá, có một cây này quá trời tàn luôn à. Một cây này thì một cốt thoát thân cao. Ai muốn lấy cây form nào tùy theo ý thích nha bà con. Rồi cho xin giá đỏ kép luôn anh. Rồi đỏ kép mã số 15 này có giá là 100k cho một cây luôn mà coi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 16. Mã số 16 là Mỹ và Sọc. Lá sắn. Một cây một đốt có thân cao và một cây hai tợt ha. À, một cây hai tợt. Thì thấp ha, đang cho qua. Rồi cho xin thông số cây thấp với rồi. Cây cao luôn đi anh. Cây thấp thì có chiều cao là 43. Còn cây cao bên này có chiều cao là 80. Rồi cho xin xem cái hoa cái Mỹ vàng sọc lá sắn. Hoa rất là đẹp nha bà con. Rồi cái quành gốc thì nhỏ đi thú lá tí nha bà con. Cái này được 3 tược luôn bà con, ở dưới 4 một tược nữa. Rồi cho xin giá Mỹ vàng sọc lá sắn luôn Mỹ anh. Mỹ vàng sọc lá sắn mã số 16 có giá là 100k cho một cây luôn bà coi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 17 là anh Mỹ trắng. Mỹ đỏ. Mỹ trắng, Mỹ trắng. 17 là Mỹ trắng anh. Đi đi đi, Mỹ trắng. Trắng rồi còn đỏ đâu chưa. Rồi để đó đây anh. Dạ. Rồi cho xin thông số. Chiều cao là 35 nha bà con. Ừ. Hai cây đang cho qua hết, có một cây đã nở qua này. Chậm anh, chậm anh. Quá. Bông trắng rất là đẹp nha bà con. Này trắng không có sọc nha bà con. Đây này thì có nụ. Rồi cho xin giá Mỹ trắng luôn anh. Rồi Mỹ trắng mã số 17 này có giá là 90k trong cây rồi coi. Rồi tiếp tục anh. Rồi cái đó 17 cũng không sao luôn, nó khác cái lồi anh. Rồi mã số 17 vẫn là 17. Mỹ đỏ đuôi phụng. Nó khác lồi không sao, hai mã số mà nó khác lồi cây. Để lộn mã số rồi coi, nó cũng một cây số mà cây khác rồi coi. Cây khác, nó chồng số. Đổ lộn luôn. Rồi Mỹ đỏ đuôi phụng cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 77 bà con ơi. 77 cm Mỹ đỏ đuôi phụng. Ai có lấy luôn một cặp nha bà con. Cặp này rất là xứng. Cái quành gốc á thì nó to, nếu thú lá tí nha bà con. Rồi Mỹ đỏ đuôi phụng này giá mấy cho xin luôn. Rồi Mỹ đỏ đuôi phụng mã số 17 này có giá là 70k trong cây luôn bà con. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 18 là cam dạ quang. Cam dạ quang mã số 18 cũng đang cho qua luôn. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 49. Tán ngang là 45. Cam dạ quang nó bông rất là đẹp luôn. Quanh gốc được 4 phân bà con ơi. Cây này cái gốc to nha bà con. Rồi cho xin giá cây cam dạ quang này luôn anh. Cam dạ quang mã số 18 này có giá là 120k luôn bà con. Rồi 120k mã số 18 cam dạ quang. Mã số 19. Mã số 19 là cái hồng phấn sữa. Hồng phấn sữa hai cây này một cặp rất là xứng nha bà con. Đây bonsai. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 33, tán ngang cũng 33 luôn. Đây chậm hồng phấn sữa đang nở bông lai dài nè con. Cây bên này búp nụ. Rồi cái quỳnh thân này thì nó lớn, nó út mình một tí nha bà con.
Rồi cho xin giá cái hồng phấn sữa luôn anh. Rồi hồng phấn sữa mã số 19 có giá là 60k cho một cây luôn. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 20 là cái tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu, cây một cốt thoát thân cao nha, cây tương lai nha bà con. Cây này thì mỗi tợt mỗi nụ cho bà con. Năm tợt năm nụ ha. Cây này về sau có tương lai lắm nha bà con. Ai chơi thoát thân cao nên lấy cây này. 64, có 84 nha bà con. Tán nha thì 24, chiều cao là 84. Đọt nào cũng có nụ hết. Vành gốc được 3 phân rưỡi. Thoát thân anh cho cái thoát thân nó ra được nhiêu anh Chính? Thoát thân là 49. 49 thoát thân nha bà con. Cây này chẳng trồng trước cửa nhà, một cây mà hôm sau là cái tàn khỏi chơi nha bà con. Rồi cho xin giá luôn anh. Rồi mã số 20 có giá là 140k bà con. 140k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 21. Mã số 21 là tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu mã số 21. Cây này có phơm tròn do. Xây ra nữa đi anh. Xây ra nữa. Rồi rồi, anh cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao là 70. Tán ngang là 51. Tán à. Quá, cây đang bắn đọt non. Rất là khỏe nha bà con. Có một coi chiều cao này lộn nha bà con, chiều cao này tới 80 bà con ơi. Chiều cao 80, lộn thớt bà con ơi. Quay lộn đầu rồi. Cây này cái củ nở nha bà con. Rồi quanh gốc là 6 phân đúng nha bà con. 6 phân. Ở trên nha bà con. Dưới này nó nở dữ lắm nha bà con. Cái đó là đó, quanh thân chứ không phải là quanh gốc luôn bà con. Cây này có cái củ tròn do. Rồi xe nhẹ nhẹ báo giá cây này luôn anh. Rồi mã số 21 tím sen Vĩnh Châu này có giá là 550k bà con. 550k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 22 là hụng hoàng lửa. Hụng hoàng lửa bonsai. Cây này toàn tợt dày hết nha bà con. Nuôi cắt được cái gầm gì, nuôi cây lâu lắm mới được gì nha bà con. Rồi chiều cao là 49. Tán ngang 43. Tán ngang, đây, bông phụng hoàng lửa nha bà con. Rồi, anh cho xin cái thông số, cái gốc nè. Rồi, quanh gốc thì 4 phân. Thoát thân thì 3, 5 phân. Chậm chậm tí, đừng quay nhanh quá, chóng mặt ha. Rồi, cho xin giá cái phụng hoàng lửa luôn anh. Phụng hoàng lửa mã số 22 có giá là 300k. 300k. 300k bao ship thì tới tận tay bà con luôn. Rồi cây này xứng đáng nha bà con. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 23 cũng là phụng hoàng lửa luôn. Phụng hoàng lửa cây này hay cái tàn hay gom hơn vừa rồi chút xíu nha bà con, hay thiếu hơn chút. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 49. Tán ngang 29. Cây rất là sung, rất là khỏe. Rồi cho xin cái hoành gốc luôn nè. Rồi hoành gốc thì 3 phân rưỡi thôi bà con ơi. Đây một cốt. Thoát thân khoảng tấc ha. Thoát thân khoảng 1 tấc. Rồi cho xin giá cái phụng hoàng lửa này luôn nha. Phụng hoàng lửa mã số 23 có giá là 230k luôn. 230k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 24. Mã số 24 là hai cây phụng hoàng cam. Phụng hoàng cam mã số 24. Hai cây này nó cũng tương đối với nhau nha bà con, chiều cao. Trên là cái đọt tí thôi bà con ơi. Rồi, cho xin thông số đi anh. Rồi, chiều cao nó được 37 luôn. Quá, phụng hoàng cam bông là khỏi chê nha bà con. Hai cây này thoát thân nó cũng ngang ngửa nhau. Rồi, nó được 3 phân cho hoành gốc nha bà con. Thoát thân chắc bằng nhau quá ha. Rồi, để đo thử luôn. Thoát thân thì 11.
đúng luôn bà con ơi. Sáu thằng 11 bằng nhau luôn, ai chơi thì lấy cái một cặp luôn nha bà con. Rồi cho xin giá luôn anh. Rồi giá cho mã số 24 này có giá là 130k cho một cây luôn. 130k cho một cây, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 25 là cây tiếm sen Vĩnh Châu. Tiếm sen Vĩnh Châu, quá trời bông rồi. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 81, tới giờ là 32. Phan rồi, đây bông rực rỡ hết nha bà con. Thích nút ha. Hoành gốc là 4,5 phân. 4,5 phân hoành gốc. Bề đế đẹp. Rồi cho xin giá cây tiến sen Vĩnh Châu này luôn nha. Cây tiến sen Vĩnh Châu mã số 25 có giá là 170k luôn. 170k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 26 cũng tiến sen Vĩnh Châu luôn. Cũng đang cho qua luôn nha bà con, đang búp nụ kẹo nụ hết rồi. Rồi, cho xin thông số đi ạ. Chiều cao là 80, tới ngang là 35. Thằng này, đây, nụ, quá nụ luôn rồi bà con. Hoành gốc được 4 phần bà con ơi. 4 phần hoành gốc. Cây này với cây vừa rồi, hai cây cây nào bể đế cũng đẹp hết trơn nha bà con. Hai cây này có thể lấy chung một cặp cũng được luôn nè bà con. Người giá không biết sao. Rồi cho xin cái giá luôn đi anh. Rồi mã số 26 kiếm xe Vĩnh Châu có giá là 170k bà con ơi. 170k, rồi đổi cây luôn anh. Rồi tiếp tục anh Chính ơi. Tiếp theo là mã số 27 là cây phụng hoàng cam nha bà con. Phụng hoàng cam mã số 27. Cây này đẹp nha bà con. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 34 bà con ơi, tán ngang thì 36. Phụng hoàng cam bông rất là đẹp nha bà con. Rồi quanh gốc thì 3,5 phân. 3,5 phân hoành gốc, cây này cũng già cây nha bà con. Cây bonsai, rồi cho xin giá luôn anh. Rồi giá cho mã số 27, cây phụng hoàng cam này có giá là 150k luôn bà con. 150k, rồi đổi cây luôn anh. Mã số 28, cũng là phụng hoàng cam luôn. Cây này rớt qua hết rồi, có dễ hết trơn à. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 35, tới cũng 35 luôn bà con ơi. Cái quỳnh gốc này thì 3 phân thôi bà con ơi, nhỏ hơn gốc nãy tí. Rồi cho xin giá cái phụng hoàng cam này luôn anh. Phụng hoàng cam mã số 28 có giá là 130k thôi bà con ơi. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 29 là cây cam dạ quang. Cam dạ quang mã số 29. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao được 45, tới ngang thì 47. Phụng hoàng cam chạm mây. Đây cái bông rất là đẹp nha. Cánh rất là to. Quanh gốc được 3,5 phân luôn bà coi. Rồi cho xin giá cây cam dạ quang này luôn anh. Cam dạ quang mã số 29 có giá là 100k luôn bà coi. 100k mã số 29 cam dạ quang. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 30 là cây phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa dán phụng hoàng nữa đây bà con ơi. Có cái đuôi bay bay nè, ba cái đuôi. Rồi cho xin thông số đi anh. Chiều cao là 46, tán ngang là 43. Thằng dày đặc hết nha bà con, cây bonsai. Rồi xin quỳnh gốc đi anh. Quỳnh gốc là 4,5 phân luôn. Dán phụng hoàng luôn. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Rồi mã số 30 này có giá là 280k luôn bà con. 280k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 31 cũng phụng hoàng lửa tiếp tục luôn. Cũng giống cái dáng tương đối nhau, ai lấy một cặp luôn nha bà con. Hai cây này để một cặp rất là đẹp nè. Rồi cho xin thông số đi anh.
chiều cao là 47, tán ngang là 36. Cây tàn dày đặc hết. Rồi xin cái hoành gốc luôn đi anh. Hoành gốc là 4,5 phân. Cây này cây thuần chậu không nha bà con, thuần chậu từ nhỏ đến lớn luôn, tạo được cây gì cũng rất là lâu. Rồi cho xin giá luôn đi. Mã số 31 Phụng Hoàng Lửa này có giá là 280k luôn bà coi. 280k luôn. Rồi đổi cây anh. Mã số 32. Là một 32 này là Phụng Hoàng Cam. Phụng Hoàng Cam. Hai cây này để một cặp tương đối luôn nha bà con. Qua nó cũng sắp tàn rồi. Rồi chiều cao là 31, tán ngang là 31 luôn. Hoành gốc anh. Phần gốc thì 3 phân. Rồi cho xin giá Phụng Hoàng Cam này luôn đi anh. Hoàng Cam mã số 32 này có giá là 130k cho một cây luôn. 130k cho một cây. Ai lấy một cặp luôn. Cặp này tương đối lắm nha bà con. Đều. Rồi đổi cây anh. Mã số 33 là cây trang trắng lá trung. Quá là rộ búp hết rồi. Xanh dờn hết rồi. Rồi cho xin thông số đi anh. Rồi chiều cao là 67, tán ngang 50. Cây nhẹ nhẹ cho xin xem ra. Quá trời bốc luôn rồi bà con. Ken hết trơn. Mình gốc được 7 phân bà con anh. Cây thường chậu từ nhỏ đến lớn luôn nha bà con. Cây này có duyên ở ngoài, có duyên lắm nha bà con. Rồi cho xin giá luôn đi anh. Rồi mã số 33. Cây trang trắng này có giá là 170k mà coi. 170k. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 34 là cây hồng tím thơm. Hồng tím thơm. Cây thần chậu luôn. Rồi cho xin thông số luôn anh. Chiều cao là 58. Tán ngang cũng vậy luôn bà con. Vâng anh, vâng anh. Đúc nụ nhiều lắm nha bà con. Không đúc nụ kẹo nụ hết à. Hoành gốc là 5 phân đúng luôn. Rồi cho xin giá cây hồng tím thơm này luôn nha. Hồng tím thơm mã số 34 này có giá là 150k. Thì cây hồng tím thơm mã số 34 này cũng là cây cuối liếp luôn bà coi. Rồi cuối liếp gửi vài lời đến bà con để ủng hộ trong thời gian qua đi anh. Cuối liếp thì cũng gửi đến bà con là cảm ơn đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Thì cũng mong bà con tiếp tục ủng hộ mình ha. Thì cuối clip thì cũng xin chúc bà con một ngày mới được nhiều sức khỏe, công việc làm ăn cũng luôn thuận lợi hết bà con. Hẹn gặp lại bà con clip sau. Rồi chào tạm biệt bà con, xin chân thành chính đã chia sẻ nha. Rồi kết thúc.